Giai đoạn 2015-2020, kinh tế của Đắk Lắk đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,75% một năm. Năm 2020, thu nhập bình quân ước đạt 54,5 triệu đồng một người một năm, gấp 1,67 lần năm 2015. Công tác an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 2,87% một năm xuống còn 4,99% năm 2020. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Thấm nhuần quan điểm và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xác định thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát triển. Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác tuyên truyền, giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa phong trào, tập trung triển khai các đề án phát triển kinh tế, qua đó đã thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia. Nhiều hộ đã đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 113.676 hộ được công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong 5 năm qua, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tham gia hướng dẫn, giúp đỡ 14.314 lượt người vươn lên thoát nghèo. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà các cấp bộ hội quan tâm để phát động và nó trở thành sâu rộng, lan tỏa, có sức thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần cho phát triển nông nghiệp trong địa bàn toàn tỉnh. Với tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đội ngũ doanh nhân, quản lý doanh nghiệp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực vươn lên, tích cực thi đua lao động sản xuất, khẳng định vị thế trên thương trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Thế nhưng trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước đã tạo được chỗ đứng vững chắc và không ngừng phát triển. Thành công này có vai trò rất lớn của người đứng đầu doanh nghiệp, ông Phạm Đông Thành. Sau 15 năm hoạt động, từ một doanh nghiệp nhỏ đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước trở thành một doanh nghiệp vận tải có uy tín với năng lực vận tải lớn, mỗi năm vận chuyển khoảng 150.000 tấn hàng hóa. Năm 2019 vừa qua, doanh thu đã đạt gần 140 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 150 lao động. Công ty lúc nào cũng khuyến khích anh em nhân viên đưa lên những cái sáng kiến của mình để mà coi như từ đó nhân rộng lên, tạo ra cái hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đối với khởi nghiệp thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà khởi nghiệp là cái việc của hội doanh nhân cần phải làm. Tại vì chúng ta là những doanh nhân, là những người đi trước, có trách nhiệm với những thế hệ sau và có nghĩa là có trách nhiệm về xã hội để truyền đạt những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những lần vấp ngã cho các bạn trẻ để các bạn trẻ khởi nghiệp sẽ ít bị vấp ngã hơn. Trong những năm qua, ngành y tế Đắk Lắk đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kỹ thuật cao, đổi mới phong cách, thái độ, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhiều cán bộ y tế đã trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào gương sáng y đức. Đáng chú ý, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong những giai đoạn khó khăn vừa qua, cùng với các cấp, các ngành, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, ngành y tế đã nhanh chóng đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn để phòng chống dịch đạt hiệu quả tích cực. Trong đó phải kể đến sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch vì sự an toàn của người bệnh và cộng đồng. Trong 5 năm qua, với đóng góp, cống hiến, không quản ngại khó khăn gian khổ, các tập thể cá nhân ngành y tế tỉnh nhà đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho một cá nhân, phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 5 cá nhân, 175 cá nhân được Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.
Thông qua các phong trào dạy tốt học tốt, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào. Những năm gần đây, Đắk Lắk liên tục là tỉnh dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về giáo dục mũi nhọn và là tỉnh có học sinh được chọn tham gia đội tuyển dự thi Olympic quốc tế. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có 189 em đạt học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, 430 em đạt học sinh giỏi Olympic 30 tháng 4, số học sinh đậu đại học cao đẳng ngày càng cao. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú. Trong triển khai cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Những năm qua, toàn ngành đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân tiêu biểu. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Phạm Công Tuấn về công tác tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Du với vai trò là giáo viên tin học. Anh Tuấn đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, có tính thực tiễn, được đánh giá cao. Với đặc thù là trường trung học phổ thông chuyên của toàn tỉnh, công tác nhiệm vụ trọng tâm là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì tôi cũng luôn hướng các em trở thành một con người là vừa hồng vừa chuyên, vừa bồi dưỡng chuyên môn, đồng hành với việc bồi dưỡng kỹ năng. Thực hiện phong trào thi đua, cán bộ công chức viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính. Mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 8 tháng, nhưng đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Đắk Lắk là nơi tập trung đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính cấp tỉnh. Hiện nay, trung tâm đang tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho gần 1.300 thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực. Đây được xem là bước đột phá của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục là khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cái dịch vụ do trung tâm cung cấp, để qua đó thấy được những cái hạn chế, những cái tồn tại để mà kịp thời tháo gỡ, làm sao cho các doanh nghiệp, các tổ chức, người dân đến làm việc được phục vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua Sở Tài chính Đắk Lắk đã tích cực nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước với sự tham mưu tích cực của Sở Tài chính và các cơ quan trong ngành tài chính. Thu ngân sách nhà nước của tỉnh các năm qua có tốc độ tăng khá. Năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 3.312 tỷ đồng. Đến năm 2019, tổng thu là 7.363 tỷ đồng, tăng 35,3% dự toán trung ương giao và tăng 8,1% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban để trình Hội đồng Nhân dân ban hành 3 cái nghị quyết rất là quan trọng. Thứ nhất là nghị quyết về phân cấp cái nguồn thu và nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp huyện. Cái thứ hai là nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của giai đoạn 2017-2020 cho các cấp ngân sách, các cơ quan đơn vị khối tỉnh. Và cái nghị quyết thứ ba là nghị quyết về phân chia nguồn thu ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020. Thì ba cái nghị quyết này là cái nền tảng để mà phân bổ và sử dụng ngân sách cho các cấp chính quyền. Thì đến nay chúng tôi đánh giá rằng ba nghị quyết này nó tương đối phù hợp với cái tình hình của cái giai đoạn vừa qua và tạo ra cái tự chủ, chủ động của cấp huyện cũng như là cái sự chủ động của các sở ban ngành của tỉnh trong cái việc điều hành chi ngân sách địa phương. Với đặc điểm là tỉnh biên giới nằm ở địa bàn chiến lược, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đảng ủy quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội biên phòng tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung xây dựng nâng cao chất lượng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Chủ động phối hợp các lực lượng, dự báo và nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý tốt các tình huống xảy ra. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát huy truyền thống giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm hay phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Hưởng ứng các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều thành tích nổi bật trên tất cả các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, cải cách hành chính. Đặc biệt trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu.
Trong giai đoạn 2015-2020, lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã phối hợp điều tra làm rõ 6.127 vụ, 11.618 đối tượng, đạt tỷ lệ điều tra khám phá trung bình hàng năm hơn 88%. Đã điều tra làm rõ 835 trên 880 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 95%. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 14 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Phát hiện đấu tranh triệt phá làm tan rã 138 băng ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt và xử lý 846 đối tượng. Nhờ chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm nên đã từng bước kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự qua từng năm. Phải đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, đồng thời là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng các lực lượng tiến hành điều tra, khám phá nhanh đối với các vụ án đã xảy ra, và đặc biệt là các cái vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các cái vụ án mà do các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, kết quả những năm qua phong trào Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2015, toàn tỉnh có 7 trên 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 10,43 tiêu chí một xã. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh dự kiến có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chỉ tiêu theo nghị quyết của tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến nay, thành phố Buôn Ma Thuột đã hoàn thành chương trình nông thôn mới. Trong 5 năm qua, người dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tiền mặt khoảng hơn 1.200 tỷ đồng, hiến trên 750.000 mét vuông đất, hơn 150.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Gắn phát triển kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua nhiều hợp tác xã ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới trong sản xuất kinh doanh, từ đó mang lại lợi ích kinh tế cho các thành viên hợp tác xã, cùng với đó thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngoài việc gìn giữ cái nghề dệt truyền thống thì hợp tác xã cũng mở rộng thêm, ví dụ như là du lịch cộng đồng, trong đó là có giới thiệu thêm về nền văn hóa của dân tộc mình như là đánh cồng chiêng, rồi các ẩm thực, rồi các món ăn của dân tộc. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho mọi tập thể cá nhân hăng hái thi đua lao động sáng tạo hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua công tác bình xét, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến cũng đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. Qua việc tôn vinh khen thưởng đã góp phần cổ vũ, tạo sự lan tỏa, ngày càng nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, làm cho các phong trào thi đua của tỉnh ngày càng đồng bộ, đi vào chiều sâu, thực chất và đem lại hiệu quả thiết thực. Với cách làm và đổi mới trong phong trào thi đua thì chúng ta đã chọn được những gương điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời, làm lan tỏa đến từng vùng toàn xã hội. Những cái việc làm như vậy thì đã được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, thì từ đó chúng ta có thể nhìn lại trong 5 năm 2015-2020, bước đầu chúng ta đã đạt những thành tựu rất là quan trọng, các chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt theo nghị quyết của tỉnh ủy. Với chủ đề thi đua sáng tạo, hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc, giai đoạn 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhân lên ngọn lửa thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ, người dân, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Trong giai đoạn 2020-2025, tình hình thế giới dự báo sẽ có những diễn biến khó lường, kinh tế thế giới trong nước gặp nhiều khó khăn nên sẽ ảnh hưởng đến phong trào thi đua yêu nước. Nhưng với những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.